Các bạn thân mến, có câu nói rằng viết email là một nghệ thuật. Người biết cách giao tiếp bằng email là nghệ sĩ. Thế nên, chúng ta hãy tìm hiểu cách giao tiếp qua email để trở nên một nghệ sĩ tài ba trong thế giới kỹ thuật số. Dưới đây là một số nguyên tắc ứng xử văn minh qua email. Thứ nhất, cách trình bày email. Một email phải có 3 phần: mở đầu, nội dung và kết thúc. Mở đầu, bạn nên bắt đầu email bằng một câu chào thể hiện phép lịch sự và thân thiện. Chẳng hạn như, kính thưa cha, con chào thầy, bạn thân mến. Nội dung, cần ngắn gọn và súc tích. Bạn có thể chia thành nhiều đoạn nhỏ để dễ đọc, đồng thời tô đậm hoặc gạch chân cụm từ quan trọng. Kết thúc, có thể viết lời cảm ơn và lời cầu chúc. Thí dụ, xin chân thành cảm ơn, chúc một ngày tốt lành, rất quý mến, vân vân. Cuối email phải có chữ ký. Chữ ký sẽ giúp cho email của bạn trở nên chuyên nghiệp và đáng tin cậy hơn. Bạn có thể viết họ và tên, đơn vị công tác, địa chỉ, số điện thoại. Thứ hai, quy tắc viết email. Có các quy tắc viết email sau đây. Nền của email, còn gọi là background, luôn trắng, không màu mè. Chỉ dùng màu mực đen hoặc xanh đậm. Chỉ dùng phông, chữ Unicode, Arial, Thai New Roman, Tahoma. Không dùng chức năng tô đậm và chữ in cho cả email. Không dùng ngôn ngữ A còng, từ lóng hoặc viết tắt. Phải viết bằng tiếng Việt có dấu. Thứ ba, viết tiêu đề cho email. Tiêu đề nên ngắn gọn, thông báo chính xác nội dung của email. Đối với các tin quan trọng, bạn nên viết tiêu đề thể hiện sự khẩn cấp. Tránh đặt tiêu đề không ăn nhập gì với nội dung của email. Lỗi này thường mắc phải khi người ta gửi reply email cũ để tránh mất thời gian nhập lại địa chỉ. Lỗi này không chỉ khiến người nhận cảm thấy khó chịu, mà còn có thể khiến họ bỏ qua email vì nghĩ rằng chủ đề cũ đã giải quyết xong. Thứ tư, gửi vào mục CC. CC là viết tắt của cụm từ Carbon Copy, nghĩa là bản sao. Người nào được nhập địa chỉ vào mục CC sẽ nhận được một bản sao email. Đồng thời họ cũng nhìn thấy địa chỉ email của những người nhận khác trong mục CC. Vì vậy,
nếu bạn muốn những người nhận email có thể tương tác với nhau hoặc cảm thấy việc ẩn địa chỉ của họ là không cần thiết, thì hãy sử dụng chức năng CC. Thứ năm, gửi vào mục BCC. BCC là viết tắt của cụm từ Black Carbon Copy, nghĩa là bản sao ẩn. Chức năng của BCC tương tự như CC, nhưng người được nhập địa chỉ vào mục này chỉ nhìn thấy địa chỉ email của mình, mà không thấy các địa chỉ email khác trong BCC. Nếu không muốn cho người nhận biết họ được gửi một nội dung tương tự như những người khác, thì bạn nên sử dụng chức năng này. Thứ sáu, điền email người nhận sau cùng. Sau khi đã viết email, bạn mới điền địa chỉ của người nhận. Nếu bạn điền địa chỉ người nhận trước, lỡ có một sơ sót nào đó, sẽ khiến lá thư của bạn được gửi đi khi chưa hoàn thành, và bạn sẽ không bao giờ có thể lấy lại được. Thứ bảy, kiểm tra email trước khi gửi. Trước khi nhấn gửi, bạn hãy kiểm tra cẩn thận nội dung, gồm chính tả, ngữ pháp, chấm câu. Bạn đã nói rõ những nội dung cần thiết chưa? Giọng điệu email của bạn thế nào? Bạn đã đính kèm tài liệu muốn gửi chưa? Hãy nén những file có dung lượng lớn, đặc biệt là những file ảnh. Thứ tám, khi nhận được email, bạn hãy trả lời trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được email. Không nên giữ im lặng khi đã nhận email. Nếu không thể trả lời chi tiết ngay, thì hãy sử dụng công cụ trả lời tự động kèm theo thời gian hẹn chính xác cho việc trả lời email ấy. Đó là phép lịch sự tối thiểu. Các bạn thân mến, email là một công cụ giao tiếp trong thời hiện đại. Nó giúp bạn thể hiện nếp sống văn minh và văn hóa ứng xử. Vì thế, hãy tạo cho mình một phong cách lịch lãm khi bạn sử dụng email. Chúc các bạn thành công. Mến chào tạm biệt các bạn.